xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam sau sự thành công với các chùm truyện ngắn bông điên điển hồng người trở về giải nhì cuộc thi truyện ngắn 2017-2019 của tạp chí văn nghệ quân đội tháng 10 củi khô mùa đã đi qua giải ba cuộc thi truyện ngắn 2018-2020 của tạp chí nhà văn và tác phẩm bảo thương nữ giáo viên văn trường phổ thông trung học lục ngạn một tỉnh bắc giang đã cho thấy bóng dáng của một cây bút biết tìm đến những giá trị nhân bản lớn thế giới nghệ thuật mà chị khai thác là nỗi đau tận cùng của con người thời hậu chiến hướng tới hòa giải dân tộc. Sau tập truyện ngắn Thương trên bến đợi, tiểu thuyết Mùi hoàng kim mới ra mắt gần đây là bước tiếp nối đầy bản lĩnh thăng hoa của tác giả 8X về chủ đề này. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc phát thanh viên Hải Yến sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác mới của cây bút trẻ Bảo Thương, truyện ngắn mang tên Giấc mơ hồng mai. gió cạnh tờ giấy bàn dán lên tường trên có vài hình vuông đỏ lẫn vàng để liền chiếc bát cắm vài quay hương một bức tranh lập thể buồn của những chiều mùa đông mưa răng kín ngoài ngõ màu trắng của mây không che nổi màu đá xám chạy từ chân tường vượt thung xa đến dãy núi sừng sững kia mẹ bảo mày dướn mắt lên đi con xa nữa đi cả cuộc đời chỉ dành cho việc mở mắt mà không được sao Rồi bà ngồi ôm đàn chó con vuốt ve Con mẹ gừ gừ nhìn vào bàn tay bà Như muốn đòi lại những con con bé bỏng Có mỗi việc mở mắt mà cũng không nổi sao Tay bà vuốt nhẹ lên lưng những con chó con Lông màu vàng dạ, mượt mà, êm ả à. Vuốt lên rồi xuống Nó chưa mở được mắt Nó còn đang bú mẹ nó mới ra ngoài đời hai hôm nay. Dù có mặt trời rồi, có tiếng sáo, có thung sâu, có cả núi đá, những vòng cải vàng rực và rừng hoa tú ngà nở rợp cả khoảng xa phía ấy. Nơi có hai ngôi mộ của ông bà tôi, được đắp bởi đá, được bồi bởi cây, được vun vào bởi những bó thân ngô sau mùa thu hoạch. Hai ngôi mộ nằm giữa rừng hoa tú ngà trói lọi. Màu đỏ của những bông hoa đến độ chín nhất, sen lẫn màu vàng của những chiếc nụ chúm chím đối lập cùng màu đá xám tạo nên bức tranh màu nước rực rỡ khác hẳn bức tranh lập thể bên cạnh chiếc cối đá đã bỡ làm hai một thanh trục ngang của chiếc cối xã ngô bố tôi ngồi bên khung vuông của chiếc cửa chiếc lông chim bay phần phật trên đầu hình chữ nhật của tờ giấy bản và khối dài giấy đỏ dán trên để nhốt ma vào Người ở cùng ma cho yên lòng con ạ à. Mẹ mày về đây ma cũng dẫn Mày ra đời ma cũng trông Tao cũng thế Bao năm rồi vẫn sống cùng ma Yên cả cái dạ Rồi ông lặng yên Để cho tiếng kêu từ chiếc bàn đèn bụt tắt duỗi giải đôi chân ông thở hát ra Không gì làm ông vui được nữa Tôi biết kể cả mẹ người đàn bà môi thắm mắt xanh da đỏ au màu của tam giác mạch cũng không làm cho ông vui khi bà hay đưa ánh mắt xa về phía núi con ma ở đó mới nhiều chắc níu lòng mẹ mày mất rồi ông uể oải bước dậy đi ra vườn cải khi qua chiếc máng lợn ông lấy chân hất cho nó đổ chồng khoèo con dê ngóc cổ đòi ăn ông bảo mày nhìn đũ lợn đi chẳng còn gì, nên đã bị thịt giáo rồi, giỏi thì chạy về phía kia. Ông hất đầu về phía núi, nơi màu hoa tú ngà đối lập màu xám đá, làm người lên vẻ rực rỡ. Tôi đã vẽ trên đá, trên bờ rào, trên lá cây, trên mái nhà, ở máng bò, máng lợn, máng dê, hết tháng ngày tuổi thơ rồi tháng ngày con gái. Bố dặn dò lớn lên về bản xa mà lấy chồng, khi đi nhớ để lại khăn trao gối tặng, nếu có lỡ nhận của đứa nào rồi. Tốt nhất đừng nhận của ai, kẻo về nhà người ta con ma nó thù con ạ. À. Mẹ tôi cũng nhận của một người trên núi xa xa kia, dạo ngày còn chưa biết mặt bố, một đôi giày thổ cẩm, một chiếc túi theo cánh bướm và chiếc váy có hình bông hoa. Thứ này mẹ anh để lại trước khi chết để anh trao cho người con gái anh thương nhưng rồi mẹ về bản lạ trả lại người con trai ở núi xa kia nhờ bà ngoại cất hộ bà ngoại giữ mãi không thấy người con trai kia trở về trong một lần lên núi cao tìm bùn đất tốt để gieo giống cây hồng mai loài cây này cho ta không đói loài cây này cho ta những đứa con khỏe mạnh khi cái bụng đã ấm cái thân mới mềm và tim mới đủ yêu thương anh không ăn tam giác mạch nữa chua lắm bã lắm và buồn lắm đời nao gieo hoa đời nay vẫn phải gặt quả đừng gieo hoa nữa em ạ à. anh lên núi cao để gieo hồng mai cho em thu hái để đẻ những đứa con khỏe mạnh để nối đời nối kiếp không chết vì đói vì nghèo như bố anh anh sẽ đi loài cây huyết tùng trên đó đã thu mất hồn anh hay loài hồng mai đã biến thành thiếu nữ hút lấy máu anh hoặc con khỉ cái thành tinh vốn là người đói của bản làng xưa chạy giặc giã thổ phỉ mà vào hang sâu rồi thành tinh quyến rũ anh anh đã không về nữa với một nắm hồng mai cùng ước mơ đổi đời và có thêm nhiều đứa trẻ chiếc khăn thêu mẹ gửi bà ngoại mang về đợi người từ núi cao trở về lấy đi nhưng bao năm không một bóng người về giờ mẹ đợi ai đợi bố ra ruộng cải mang về mấy chiếc ngồng đã quá lứa thấy được cả độ sơ của nó khi nhìn từ xa loài cây này đẹp nhưng đã thành hoa rồi thì coi như cũng vứt bà nói rồi ôm con chó vuốt mắt nó và bảo mở ra đi mày trời có rồi núi có mây có hoa tú ngà cũng nở sẵn sàng đón mày sao không mở mắt có những thứ mắt mở mãi có được đâu phải không con bà liếc nhìn tôi khi ấy ngồi trong một hốc tường trình dày trông ra một khoảng trời bằng hai bàn tay ngoài đó mưa quá trắng xóa mà chẳng che được đi màu đá xám một quả bí ngô chín lựng vàng ửng lủng lẳng treo trên dây xào phơi đưa chiếc lá héo về phía cửa rừng hoa tú ngà đỏ rực chạy dài tít tắp một bức tranh sơn mài rực rỡ tôi đã vẽ lên trời bằng trí tưởng tượng bằng cây bút mắt bằng màu tự nhiên và bằng tấm lụa mây tôi đang vẽ Mẹ biết và chỉ thở dài và buồn bởi ước mơ của tôi cũng làm bà đau đớn. Mày đã ra đi còn trở về. Ở đây không có giấy con ơi, chẳng có khung không có màu càng không có cọ. Ở đây chỉ có núi và mộ, mộ xây bằng đá, mộ nằm lẫn mây, mộ cùng tam giác mạch. Mày về đây để vẽ lên trời đấy à? Nhưng mày ở đấy, tao chẳng có gì để cho thôi về đây ngắm cây nhìn vó ngựa ngắm núi và trồng ngô cùng tao gặt tam giác mạch còn giấc mơ hồng mai con ma bắt mất rồi con ạ à. hồng mai hồng mai nói đến đây từ hai hốc mắt bà chảy ra hai dòng nước lẫn cùng với nước mưa nhỏ xuống từ những ống ngói âm dương xám xịt rêu đã lên xanh gì lỗ chỗ những chỗ thâm nâu từ bao đời rồi chẳng biết tiếng bố gọi từ xa tam giác mạch chín rồi cầm liềm cắt thôi mùa bánh lại đến thơm ngát cả bản mẹ tôi bảo không thích mùi tam giác mạch nữa tôi ngửi thấy trong gió mùi chua chua của thứ bánh mịn mềm nóng khi cho tan vào lưỡi một chút bã đọng lại chan chát bưa bứa ăn một chiếc thì ngon ăn nhiều có lúc tôi muốn ói bố ạ à, mùa sau mình trồng cây tần bôi đi giống đó cho thu hoạch cao được nhà nước mua có tiền sắm cái tivi để xem thời sự từ ngày bỏ trường về đây con chẳng biết gì cả nhà nào mua tam giác mạch tao bảo rồi chỉ có nó là bền vững và không lo đói không lo đói nhưng còn cần đến ngon ngon là thứ gì hả con Đời tao 60 năm đã bao giờ biết ngon, ngoài con chuột chạy ngoài nương bắt mang về nướng, ngoài con cá bơi ở suối bắt mang về mổ thì có gì ngon nữa. Hôm nào ta lên núi cao săn khỉ đi bố. Con ma rừng bắt đó con ơi, như bắt người tình xưa của mẹ mày, ấy, cũng giấc mơ đổi đời và hạnh phúc, giấc mơ ăn ngon và sung sướng. Ở đồng đất này tao biết sống không như đá thì bị đá vùi, sống không như nước thì bị nước trôi, phải cằn khô và chảy xiết con ạ. À. còn chẳng gì khác mà thành đâu con ạ. À. còn vẫn muốn khác, người xuôi bảo, chẳng bảo gì cả. mày vào kia lấy cho tao chiếc cùi, rồi ra vơ nắm lá ngô về mà nấu bữa chiều con ạ. À. khói thuốc làm kiệt tao rồi mẹ tôi buông tay khỏi đàn chó con nhìn xa xăm ra hướng núi nơi rừng tú ngà đang lên rực rỡ nhất màu đỏ của hoa màu vàng của nụ màu hồng của thân lá rợp cả một vùng rộng lớn chạy thẳng về hướng núi quanh năm mây mờ bao phủ con mắt tôi dù có ngước lên cao nhất đến mỏi cổ cũng không thể nào trông đến đỉnh núi vùng này cao nhất nên mây mờ quanh năm ma nhiều cây huyết tùng cũng lắm. Đứa nào ngước cao đều có kết cục buồn, về thôi con, bên đường tam giác mạch, cối say ngô, cối dã lúa, về để mà theo lưng con ngựa, theo đuôi con bò lên đỉnh dốc, nhìn gì cao cho mây quẩn mắt người. Bố trầm ngâm, mẹ nhìn bố, mắt hướng ra xa, nơi đó trùng trùng những núi đá hùng vĩ, chưa khi nào tan lớp xương dày trên đó mẹ trông gì nhỉ mẹ đang cùng tôi vẽ tranh vào mây thay cho lụa giấy cùng tôi lấy màu từ hoa tam giác mạch hay tú ngà mà không cần đến thứ màu công nghiệp hay mẹ kể chuyện tình vào ký ức xưa với người đàn ông cùng nắm hồng mai trên đỉnh núi đi mãi không về hay mình trồng cây mộc lương đi bố còn không ăn nổi tam giác mạch nữa rồi. Không được. Ông cầm con dao chém phăm vào khúc gỗ, chuôi dao bắn ra, thân nó cắm ngập sâu vào đó, nút nửa phần lưỡi. Cây từ thời xa xưa để chống đói, không được thay thế. Tiếng sáo đã vang ở ngoài thềm vách. Tiếng sáo vi vu chui qua làn mây mờ vào tận chiếc cối say mẹ ngừng sờ lông chó quay sang nhìn tôi rồi nhìn ra khoảng trời bằng hai bàn tay từ gác hai căn nhà tường đất trình thở dài ánh lửa từ lò hắt vào làm làn da bà thêm đỏ au như bông đỗ ngà độ chín nhất bà lơ đãng cầm chiếc túi đựng vải cùng những sợi lanh lên và hỏi có đứa nào thổi sáo gọi con tôi không nói mà vào vách nằm từ đây nhìn ra tôi đã thấy mờ mờ trong làn hơi nước, bờm con ngựa màu vàng. Nó đang dơ cổ cao liếm những chiếc lá su su leo trên giàn mướp. Cạnh đó là những sợi dâm khô đã bị gió thổi tạt vào. Và A Dụ. A Dụ đang đưa cây sáo lên môi. A Dụ thổi những điệu hát quen thuộc gọi về những đêm mùa đông cắt da cắt thịt. Bên đống lửa hồng, ở phiên chợ tình, trai gái trao nhau những ánh mắt rồi dập dìu từng đôi rủ nhau vào rừng xa, nói câu chuyện gia đình. Anh là trai hoang dã, em là gái bản sinh, đôi ta như chuyện tình kể từ mùa đông cũ. Anh lên núi trồng ngô, em cùng tam giác mạch, mùa thu vừa đã gặt, về cùng nhà thôi em. Tiếng sáo rắt réo gọi mời buông lơi và tha thiết bố đã bổ xong khúc gỗ làm củi sau khi phập con dao vào ngập gần nút lưỡi. Bố ngồi hơi chân bên chảo lửa, nồi cháo tam giác mạch để bên, cốc rượu kề bên, chùm bắp ngô làm giống vàm ươm, treo lủng lẳng, lẫn với vạt váy đỏ xanh và chiếc xà cạp màu lam rách tay tua của mẹ ngoài lan can, được gió thổi thốc vào. Bố ngồi yên lặng, không nói gì, lặng lặng nhìn tôi. Tiếng sáo lần hai vang lên, nó đậu vào bờ sân, nơi những hạt mưa đã làm đổi nền đất. Vài chú gà con ngơ ngác đi tìm mẹ, con mái lông xù buồn sơ xác đang dương trước cánh gầy so che chở cho đàn con. Tiếng sáo lẫn âm thanh say ngô nhà ai dội đến. Mùa nào buồn thì ta đi chảy hội, mùa nào vui thì ta đốt lửa hồng, mùa yêu nhau em hãy về phía núi, anh bên này vẫn đợi ở thung xa. Mẹ thở dài mà không nhìn ra phía cửa nữa, không nhìn bố, bà chúi vào những mũi theo. Hai con ngựa đang cùng bước thong rong trên đường vắng. Một con ngựa được bờm to, một con ngựa cái hiền lành mảnh mai bờm nhỏ, nép vào con dốc chín khoanh và bước chậm. Tôi đọc được bức tranh mẹ theo, tôi được thừa hưởng năng khiếu từ bà chỉ có điều bà không biết cầm cọ nên đành cầm kim tôi không đủ kiên trì nên chỉ thích những vuông vải lụa bố không đủ lụa cho tôi vẽ cũng không đủ tiền cho tôi mua bút bố chỉ muốn tôi về chồng tam giác mạch cùng ông rồi theo tiếng sáo xa lại trở về bản lạ thi thoảng dắt theo vài đứa nhỏ vượt chín khúc quanh của đoạn đường rắn bò chăn uốn về thăm bố mẹ ngồi trên gác hai căn nhà khói ám từ thời cụ kỵ tôi để lại nói vài câu chuyện mùa màng con cái rồi lại dắt bọn trẻ trở về bên ấy hiền lành mỗi con người đã là một bức họa của đời sống tao không cần mày vẽ nữa ông bảo mày chỉ việc đẻ con và chồng tam giác mạch thôi còn tôi giấc mơ vượt ngọn núi quanh năm sương mờ kia Tôi không tin có huyết tùng, càng không tin có con khỉ thành tinh, đẻ một bầy con, chuyên cấp đàn ông khỏe mạnh về làm chồng. Hẳn người yêu xưa kia của mẹ cũng khỏe mạnh. Còn hai chân bố tôi thì bé quá, thuốc hút hết sinh khí của ông. Ngực bố tôi cũng nhỏ quá, những cơn ho triển miên hút hết xương tủy ông. Và mắt ông trũng sâu, bàn tay nhỏ thó như tay con khỉ mẹ vừa ngồi theo, vừa nhìn ra phía núi. Bà đã lắng tai vào để nghe tiếng sáo. Tiếng sáo dìu giặt đã chạy xa về phía cánh đồng. Con ngựa cũng in hình trong chiều muộn. Khi những cơn mưa đã dứt, núi đá hiện ra. Những khoảng xanh ngô đỗ cùng những vạt đỏ rong giềng đã xuất hiện. Con ngựa chờ dụ đi về phía đó. Lùi lũi, lầm lụi, lặng im. Nét dụ thẳng đứng kẻ lên nền trời, lưng ngựa nằm ngang, trục tung vào hoành cắt vào chiều sơn cước, một không gian lập thể loài nhòa. Tôi đưa tay vẽ vào mây gió, bà đưa khung theo hướng về phía con ngựa để tô đậm thêm cho bức tranh đã sắp thành hình. Chưa khi nào bà hỏi tôi mày thích dụ không. Tôi cũng không mấy khi tâm sự cùng bà. Chỉ có bố con lần bảo nghe sáo rồi thì về ở với người ta âm thanh không có mắt nhưng nó nhìn được không có lòng nhưng nó neo vào óc không có dạ nhưng nó đậu vào được tim mày thích nghe tiếng sáo thì một lần mở cửa bảo nó vào ngựa buộc ở dưới kia ôm lá ngô cho nó ăn để thằng trai đứng dưới gió thân nào chịu nổi thương nhau thì thương từ ý nghĩ con ạ à ông nói xong rồi nhìn mẹ chắc ông nghĩ cả đời ông chưa được bà thương dù bằng ý nghĩ bà vẫn để ông nằm co quắp một mình trong chiếc chăn đơn lạnh bà vẫn để ông uống một mình bên chum rượu từ lúc tràn cho đến khi cạn bà để ông vào rừng lấy gỗ và để ông trèo thuyền qua con sông nho quế mùa mưa cuồn cuộn sang bờ bên kia hái nấm bà kệ ông bà chưa từng thương ông dù bằng ý nghĩ. Ông không đem sáo đến gọi bà. Ông đem 50 đồng bạc trắng đến gạ mẹ bà. Rồi bà về. Khi tháo khăn theo trả về cho người ở núi. Ông đã vào chiếc giường đơn của ông nằm. Chiếc giường làm bằng gỗ linh sam, bộ rát làm từ cây tứ hỷ. Ông xoay lưng về phía đống lửa ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, lúc gặp gió bùng lên, lúc lụi đi vì khúc gỗ ném lúc trước đã cháy gần hết lõi, soi vào lưng ông từng mảng sáng tối đậm nhạt. Mẹ không còn theo nữa khi ngoài trời đã kín gió, mây kéo về vần vũ. Có thể rông lốc sắp quăng quật khắp thung này nay mai. Bà cũng vào chiếc giường khác quay ngược hướng với chồng, hai con người, hai tâm trạng, hai ô buông cửa phía họ nhìn. Họ đang nghĩ gì? Tiếng sáo đã tắt từ lâu, từ lúc bà lục tục, cất cây kim theo đi, giơ bàn tay đỏ lựng ra lửa. Lửa tô đậm thêm tay bà, lửa như son tô hồng môi bà, tô thắm má bà. Lửa lồng vào mắt, làm nó to tròn long lanh. Lửa thổi vào gấu váy, làm bắp chân tròn lăn lẳn thêm rực. Lửa luồn vào lưng, làm ấm khoảng thịt mềm phía đó. Bà còn trẻ lắm. Bà đẹp. Cái đẹp của người đàn bà miền núi lấy chồng từ năm 16 tuổi. 17 đẻ đứa con đầu tiên. Ngoài 30, có thể con đã lấy chồng. Đi rừng đi núi quanh năm, chân cuốn xà cạp mang giày, váy xòe kín bắp gặp ngày nắng lên hay lửa ấm, nắng và lửa mới cởi được da thịt ra, làm rực rỡ nhất vẻ đẹp từ người đàn bà trẻ này. Mẹ tôi còn trẻ lắm, bố tôi đã nằm thở phía đó, tiếng mệt và buồn phì phò. Mẹ cũng đã rung người phía đối diện, tiếng hát ra não nề nghe thảm thiết. tiếng sáo đã rời về xa mây có lòng thì về với gió nắng có hờn thì thắp lửa cô đơn ta có mày sẽ không còn rét nữa ngọn núi buồn phủ xuống suốt trăm năm mày có thương người ta thì cũng là đến lúc bố cắm con dao vào thân cây chuối khi vác về cho con lợn nhỏ trong máng ăn mẹ không nói gì bà nhặt những viên đá nhỏ ken cho dày cái bờ rào lỗ chỗ vết thủng. Lo mùa lạnh về, những khe hở mang khí lạnh cùng gió vào căn buồng phía bà nằm. Căn buồng phía ấy là nơi hai gốc đào đang trổ những bông hoa màu váy, nơi những khách xa về vẫn thường cột ngựa. Hôm trước, A Dụ cũng cột ở đó, nhưng không ai mời anh vào nhà. Chỉ bố ra ôm một đống cỏ vất đầy hai chân gốc a dụ đứng co do thưa bác cháu xin xin gì thì vào hỏi nó và chỉ có mẹ ra mẹ đứng bên gốc đào mẹ lại bên bờ rào đá bên những lỗ thủng khá to mà người đàn ông cả đời vác đá gầy gò là bố kia cũng không vác đủ mang về vá víu mùa lạnh gió lùa vào hướng mẹ ngồi lùa vào chân ngựa khiến nó đứng run run mẹ thương người hay thương ngựa hay thương chàng trai a dụ đến tán con gái mẹ mà con gái thì đang mải vẽ tranh vào đuối đổ màu vào mây và tô điểm lên bầu trời phía đỉnh mù xa kia mẹ chỉ vào khi tiếng sáo đã tan nơi sương mờ phía ấy thương nó thì về Bố lại bảo, đàn bà vùng này chẳng chạy được xa, như con gà trong cối xay, như con lợn trong máng, như con bò đã cột dây. Mơ gì nhiều hả con? Nhà nó có cả ngựa, cả bà, cả vàng. Nhà nó của tiền nhiều nhất bản lạ kia, thương nó thì về. Bố lại ngồi quay lưng về phía mẹ, mẹ lại ngồi quay mặt về phía gốc đảo. Chiều đã rơi sương đã xuống, gió đã ngừng thổi, chỉ còn tiếng âm âm của thác rội vào vách đá, chạy qua rừng cây tú ngà, hoa đã bắt đầu nhạt. Những nụ li ti nở ra chẳng đủ làm đỏ ối một khoảng rừng. Và chỉ còn tiếng thở dài của mẹ, hát trong chiều lạnh, khi nhìn về phía xa, nơi tiếng sáo đã chạy về hướng gió, cùng con ngựa chở A Dụ lẫn vào rừng thông đá lá vót cao dài. Mỗi khi nghe tiếng sáo, tôi thường vào vách, chiếc vách có hai lỗ thùng cho tôi vẽ tranh lên gió, vẽ mây lên trời, cho tôi vẽ ngôi trường ngày xưa tôi học, có những đứa con gái mỗi lần về quê đều không trở về với phố vì trai bản bắt chúng về làm vợ, vì ngựa gọi chúng về làm dẫy và những đứa bé ngọ nguậy gọi bản năng làm mẹ. Tiếng sáo đưa tôi vượt qua khoảng thung u tối kia, vượt qua khoảng mây mờ xa xa trên đỉnh, đi tìm loài cây huyết tùng đã thành huyền thoại. Dù bố có bảo, không đến được con ơi, mọi câu chuyện đều là hư ảo, chỉ có cây tam giác mạch mới cho ta những bữa no. Mỗi khi như thế, mẹ bỏ bố con tôi ra ngoài bờ rào đứng, nơi có những lỗ thùng của bờ đá mà từ thời cụ để lại cụ cũng gầy xác sơ như bố cụ nghiện thuốc nặng còn hơn cả bố cụ tôi chết vì đói nên bờ rào bao năm không vá kín mẹ đứng ở đó từ khi trăng chưa lên đến khi trăng đã lặn từ khi con hoãng kêu tiếng thiết tha gọi bầy đến khi nó rên lên những tiếng đau thương vì dính tên cố lết đôi chân nhỏ máu tìm về hang sâu nơi con con đang đợi mang về những miếng mồi bé nhỏ tiếng sáo của a dụ vẫn thiết tha ngoài đó tiếng sáo a dụ cất cho mảnh trăng cong về phía núi tiếng sáo a dụ vít cho ngôi sao chĩu về phía hai gốc đào tiếng sáo a dụ gọi dậy những đêm mùa đông buồn và dài thăm thẳm thâm thẫm kéo hết bùng núi cao chìm vào bóng tối chìm vào hang sâu chìm vào những vách núi và dìm sâu hơn vào lòng con sông màu lam chảy miết điệu buồn ngơ ngác ấy Mẹ biết gì tiếng sáo. Mẹ nghe gì tiếng sáo. Mẹ vào nhà bao giờ cũng mấy bông hoa đào vương trên tóc. Mẹ vào nhà mang theo cả mùi gió, mùi lá ngô non cùng mùi của ngựa. Mẹ nằm thở tiếng dài như triệu năm con người đã thế. Như nỗi buồn bốn từ thủa hoa nguyên gọi dân về lập ấp của ông vàng bà chứ. Bố thường trở bình nói khẽ. Nghĩ gì thì nói, không nói ra đến con ma còn chẳng biết mình buồn mẹ chỉ lặng im cái lặng im từ thời bà ngoại cái lặng im từ đá tai mèo cắt vào bầu trời sắc nhọn những mũi đâm dỉ máu bên trong bên ngoài vẫn lặng câm như núi bố bảo mẹ mày đi đâu mà chẳng thấy về tôi biết mẹ sẽ không về nữa tôi thấy mẹ đi về phía núi mẹ men theo chìn đá, bóng mẹ nhỏ váy mẹ hồng, chiếc khăn thêu trên đầu màu huyết dụ làm bật tung sắc xám của đá. Bố bảo, không phải tìm mẹ nữa. Tôi cũng không đi tìm. Tôi vẽ mẹ cùng hai con ngựa xuôi về phía dốc chín khoanh. Con ngựa cái nét mình bên con ngựa đực bờm to. Nó cùng dìu nhau đi xuống. Váy mẹ hồng, áo mẹ đỏ, làm nổi đuối nổi mây nổi màu xám ngoét của tai mèo nổi màu đen đục của mênh mang đất đá mẹ và a dụ sừng sững in hình trên nền trời mênh mang đó tay mẹ vẫn ôm con chó con vừa kịp mở mắt con ngựa chở a dụ ngẩng cao cổ bước những bước chậm cánh hoa đào vẫn vương trên bờm nó và hòn đá mẹ gùi về để ken dày thêm bức tường đá nhà tôi theo lưng mẹ phập phồng phía ấy. Bố cắm con dao vào đá, đá bật lên những tia lửa đỏ, cắt chéo vào bóng đêm từng đường chiêu chiếu. Khốn nạn, khốn nạn. Tôi bảo bố, mình đừng trồng tam giấc mạch nữa đi. Bố bảo, không trồng nó biết lấy gì mà ăn, tôi xòe bàn tay nắm hồng mai đã ở đó lên núi cao kia thôi loài cây này chỉ mọc được ở đó bố không nói gì nhìn về hướng núi ngọn gió mang theo hình huyết tùng đỏ ối con khỉ thành tinh mọc đầy lông lá cây hồng mai hút máu hóa huyền thoại và người đàn bà váy đỏ theo đuôi con ngựa bờm to lẫn vào con dốc chín khoanh vẽ những đường ngoằn ngoèo như tia chớp rạch lên bầu trời mù mây ngày rông gió truyện ngắn Giấc mơ hồng mai của tác giả Bảo Thương đẹp, giàu chất thơ, giàu chất liên tưởng so sánh, truyền tải được vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp của con người. Nghe xong truyện, thính giả nhắm mắt lại và mường tượng ra bức tranh đẹp nhưng buồn, phác họa nỗi niềm của con người tự nhiên khi họ ý thức được tiếng gọi của bản ngã, sống hết mình với bản ngã. Đôi điều chia sẻ của tác giả Bảo Thương sau đây phần nào giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn về chuyện ngắn này. Xin chào nhà văn Bảo Thương. Sau khi thính giả nghe đài trên khắp một nước, nghe xong cái chuyện ngắn của chị, khi mà nhắm mắt lại thì cứ tưởng tượng, mừng tượng ra một cái khung cảnh đẹp à, nhưng buồn của miền núi đá. Ở đó có ba con người trong gia đình. Nó như là cái nhân vật trong một bức họa mà chính nhà văn muốn họa lên bức tranh đó. Cái đẹp của con người nó bị bù chôn vào cái đói nghèo, cái đói khổ. Chính vì vậy mà thương vẽ cái bức tranh này và thương mượn lời của cô họa sĩ mà giàu ước mơ, giàu khao khát muốn đến một cái chân trời mới một cái chân trời lớn hơn để vượt núi đá vượt những cái thung sâu vượt cái nỗi buồn triền miên miên tiến ở nơi này thế nhưng cuối cùng cái nghèo cái đói của tam giác mạch rồi là cái nỗi buồn của thân phận con người đã líu họ lại và chỉ vậy cho nên thương vẽ lên cái bức tranh này và khi thương vẽ nó thì cũng bằng tất cả cái sự hoài cảm của mình bằng tất cả cái niềm cảm khái của mình và khi mà hoàn thiện bức tranh này thì lúc đấy mới bất ngờ và cảm thấy rằng là mình đã vẽ một cái bức tranh từ sao đến được lòng độc giả và đến được cái cảm nhận của độc giả nỗi buồn thân phận cái nỗi buồn bởi cái đẹp bị vùi chôn thế thì nhân vật người con gái đó có tâm hồn họa sĩ nghệ sĩ như thế hẳn là nó có từ một nhân vật ở ngoài đời thực Xuyên suốt chuyện ngắn, ấy, tôi thấy hình ảnh của cây hồng mai. Hẳn là nhà văn cũng gửi gắm cái cây hồng mai mang một biểu tượng gì ạ? Cây hồng mai nó như là một tương lai con người muốn với đến. Thế nhưng càng với thì càng khuất lớp, càng xa vời Và không biết bao giờ với được. Hồng mai, cái tên đó nó như là một cái gì đó của tương lai. Và đâu chỉ Hà Giang đâu chỉ miền núi Đa đó. Còn tất cả con người trên đất nước mình bao giờ mới tới được cái điều mà con người mơ ước. cảm ơn nhà văn Bảo Thương. Chúc chị dồi dào sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo ạ. Lúc đầu như mặt kính ướt nước mưa, nhòe nhuột. Lúc sau nữa như ở trong màn xương đục, không gian không có hình khối. Tiếp đến như vừa được nhỏ giọt thuốc atropine làm giãn đồng tử mọi vật hiện ra có màu sắc hình khối nhưng không rõ nét chập chờn loáng thoáng chị muốn đưa tay dụi mắt nhưng hai cánh tay nặng trịch có hai khuôn mặt ở rất gần đang hướng cả vào mặt chị hồi hộp lo lắng đó là phan và phong hai người đàn ông có mặt trong cuộc đời đa đoan của chị họ cùng cười nụ cười méo mó và tội nghiệp liên tục chớp mắt cố xua tan màn gương che phủ cuối cùng cái nhìn của chị cũng được bình thường không phải là phong bên cạnh phan chồng chị là người bác sĩ có khuôn mặt phong trong bộ blue trắng chị đang nằm trong buồng bệnh loại buồng dịch vụ sạch sẽ và tiện nghi cánh tay chị đang truyền dịch tê dại không thể nhúc nhích người chị như mất hết năng lượng mất hết cảm xúc chị đã tỉnh yên tâm rồi bác sĩ sẽ sàng nói may quá em làm anh hết cả hồn phan nói mừng ra mặt chị chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đành im lặng vị bác sĩ có khuôn mặt hệt phong cúi xuống cầm tay chị ấn ngón tay vào dưới cổ cườm nghe mạch trái tim chị chợt đập khắc khoải anh ta gật đầu hài lòng rồi kiểm tra lần nữa ống truyền dịch quay sang bảo phan không sao rồi giờ để y tá theo dõi chị ấy cần tuyệt đối tĩnh lặng bệnh rối loạn thần kinh kiểu đó cần cả liệu pháp tâm lý đấy hai người đàn ông đi ra căn phòng trở nên yên ắng chỉ nghe tiếng máy điều hòa chạy ro ro và tiếng kim đồng hồ trên tường tiếc tiếc Chị khẽ nhếch mép cười. Có điều gì đáng tiếc xảy ra ư? Ừ. Chị đã rơi vào tâm bão. Cơn bão chỉ dành cho mình chị. Cả chồng con, bạn bè và cả Phong đều không ai hay. Cơn bão khủng khiếp khi Phan đem tờ xét nghiệm ADN của Cubi về. Chị như vừa bị Phan đánh một bạt tai giáng trời. Xây sầm mặt mày, chị gục xuống khi bò được vào nhà đặt tờ kết quả xét nghiệm lên mặt bàn cơn bão ào ạt tứ phía hẳn là phan đã nghi ngờ chị từ lâu mà sao cu bi chẳng có nét nào của phan đôi khi chị giật mình nhận ra nhiều nét của phong trong cu bi đường nét trên gương mặt của cu bi không giống phan thật mái tóc úp vào xoăn nhẹ là của phong đôi mắt ánh nhìn ấm áp cương nghị là của Phong. Cả cái dáng đi khi một mình trông có vẻ cô đơn côi cút thế nào ấy cũng là Phong. Có lần Phan cho Kubi theo cà phê cùng đám bạn cơ quan. Không biết người ta nói thế nào. Về nhà thấy Phan nói đùa với chị. Chẳng ai nói đó là hai cha con. Phong đã bước vào cuộc đời chị hoàn toàn vụng trộm lớp tập huấn dài ngày đã vô tình đẩy phong đến với chị không hiểu sao mới gặp nhau bốn mắt chạm nhau chị đã buồn rủn cả chân tay dù chị cố ý ngồi thật xa nhưng mắt hai người vẫn tìm được nhau cứ ngước lên lúc nào chị cũng gặp phong nhìn mình ánh mắt rất lạ vừa có vẻ bâng quơ vô tình vừa có chút băng lạnh trái tim đàn bà của chị chợt rung lên điệu đàn rất lạ chị quyết định cất giữ làm của riêng không cho ai biết như thể một cuộc tình một thứ tình như những sợi khói mỏng tang len lỏi trong từng ngõ ngách tâm hồn đàn bà đêm sực tỉnh giữa khuya chị mơ hồ thấy phong đôi khi chị không hiểu nổi phong đường bệ ngôi vị tiếng tăm lẫy lừng bỗng nhiên lung lạc trước người đàn bà bình dị là sao hay trái tim bao năm thỏa mãn không gian chật hẹp chồng con giờ gặp phải một bầu trời cỏ hoa khoáng đạt với nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ khiến chị ngộ nhận trước phong phong bảo chị nhìn thấy thôi ngay lần đầu đã thích chị rồi chị ngần ngại băn khoăn trái tim người đàn bà có chồng con có tổ ấm cật vấn chị chị biết trái tim thường mù quáng nhưng sao chị vẫn thấy thích? Sự mù quáng của trái tim thật dễ thương. Thì đã sao đâu? Phong có gia đình, bề thế và vững chãi. Chị có fan và cô con gái 6 tuổi rất kháu khỉnh. Sự gặp gỡ giữa chị và Phong trong lớp tập huấn này chỉ là một gia vị khác của cuộc sống thôi, cứ kệ đi, có ảnh hưởng gì đâu. Phong nói, anh cứ theo bước trái tim mình dẫn dắt nó được nhịp nhảy nhót tung tẩy như tuổi mới lớn. Đôi khi anh thấy nghẹt thở mỗi lần trông thấy bóng chị. Ngày nào Phong cũng nhắn tin, cũng tỏ bày tình cảm, mơ hồ và ra diết. Nhưng chừng mực, không phải những lời lẽ mãnh liệt hay dữ dội cuồng cháy của kẻ yêu si. Những điều Phong nói như hoàn than ủ dưới lớp cho dày, nóng ấm, muốn cháy. Nó làm cho chị mất thăng bằng trông chênh và khó ngủ. Chị nhớ Phong, nỗi nhớ âm ỉ đốt cháy mọi tâm tưởng đến xanh sao mê muội. Trong những giấc mơ, Phong luôn cho chị những cảm xúc rất lạ, chị chưa bao giờ có như vậy với Phan. Tình yêu hôn nhân của chị với Phan như một sự mặc định, đương nhiên. Hai người lớn lên cùng nhau, gia đình nội ngoại quen biết nhau từ thời trẻ. Phan gần gũi chở che chị từ tấm bé mọi khó khăn trở ngại trong học tập khi xa nhà đều có phan dàn xếp chị quen có phan bên cạnh thoải mái làm đũng thoải mái bắt đền phan như người anh trai độ lượng và chăm chút em gái khi gia đình phan mang chầu cau sang nhà chị dạm hỏi chị thấy tự nhiên như việc phải thế thế còn cái cảm xúc của chị với phong là cảm xúc gì mỗi lời nói cử chỉ của anh đều chạm phải sợi dây thỉnh kinh nào đó. Nó rung lên, ngân nga, mà phan chồng chị hình như không thể chạm tới. Giai điệu lặng thầm mà xa diết dai dứt, không thể gạt bỏ. Nó như thứ á phiện, chị không thể chối từ. Chị nhớ cái khoảnh khắc phong đẩy cửa ào vào phòng. Chị bất ngờ tròn mắt chưa hết kinh ngạc chân tay bùn rủn. Anh đã ôm ghi lấy chị, siết chặt trong vòng tay mình, hồn hển thì thầm. Ừ, một lúc nữa thôi là xa nhau cách trở, chẳng biết khi nào gặp lại. Ý nghĩ ấy khiến chị nhũn đi trong vòng tay ánh mắt ấy ngọt ngào ấy. Có phải vì đó là một người đàn ông khác, hơi thở khác, mùi mồ hôi khác, cảm xúc khác ngoài chồng không? chị tự hỏi mình nhiều lần và lần nào cũng một câu trả lời không phải chị hiểu rằng cái vỏ ốc bảo vệ mình lâu nay đã vỡ vụn trước người đàn ông này ấy là khi phong lần tìm bàn tay chị trong bóng tối người đàn bà trưởng thành trong chị đã run lên bần bật trái tim đập loạn xạ thích thú và sợ hãi luồng điện ấm nóng từ bàn tay phong làm tan chảy tảng băng cứng sắn lâu nay chị đã để yên tay mình trong tay anh cảm nhận sự ấm áp tin cậy lắng nghe trái tim thiếu nữ trong ngực người đàn bà đã có chồng khắc khoải thầm thì cứ như lần đầu nó đau đớn đón nhận lời tỏ tình từ một chàng trai hào hoa độ lượng lớp tập huấn đã bế giảng từ lâu nhưng hai người như chưa từng xa nhau mai anh đi công tác cứ ước giá mà mang theo em bỏ vào túi áo bên ngực trái thỉnh thoảng mang ra thì thầm tin nhắn của phong bay vào máy chị có thế thôi mà suốt thời gian dài chị nhớ phong nỗi nhớ đến cồn cào bỏng rát chị âm thầm trở thành một con người hoàn toàn khác bất chợt hồi hộp bất chợt lo âu, bất chợt thẫn thờ, bất chợt mong ngóng, bất chợt khát khao. Người luôn cảm giác thất thần. Đó là cảm giác của người thèm ăn trái cấm trăng. Phỉ phui của đáng tội. Chị nào đã một lần buông thả trước phong đâu. Một lần chị định trật lưỡi thả mặc bước chân để xem con tạo xoay vần đến đâu thì cơn mặc cảm tội lỗi đáng ghét lại xuất hiện. Như chiếc xe đang lao, trượt phanh lại đột ngột. Người đàn ông nhạy cảm ấy đã nhận ra. Có lần phong giận khi chị bảo luôn thường trực cảm giác bất an. Anh im lặng. Phong không dỗ dành, an ủi hay quỵ lụy. Mặc chị vùi mình đau khổ chán thì thôi. Nhưng lạ thay, dù biết mọi chuyện sẽ chẳng có hồi kết chẳng đâu đến đâu chị vẫn như con thiêu thân lao vào chảo lửa chịu đựng sự thiêu đốt cảm nhận sự ngột ngạt đến lịm từng hơi thở phải chăng cả những cứng rắn không chiều lụy ấy của phong cũng là một thứ thuốc đối với người đàn bà say tình trong chị tối qua anh đã đeo tất hai màu khác nhau đấy may mà trời tối nên không ai phát hiện ra. Chị đâu? Sao anh không bảo chị ấy chuẩn bị cho? Anh tự làm, quen từ nhỏ thế rồi. Chỉ có thế thôi mà chị cứ ngậm ngùi, thương người tình xa ngái, nhưng lại cảm thấy ấm áp. Anh là thế, khi thì như ông cụ, khi lại hồn nhiên đứa đứa trẻ. Giờ thì chị không chịu nổi sự xa cách nữa. Chị tự trách, sao những lúc ở bên nhau không trao thân gửi xác cho nhau một lần. Để bây giờ sau mỗi tin nhắn là người chị dần dật ham muốn, dần dật thèm khát, muốn được gần gũi bút ve, muốn được hòa mình tan chảy vào anh. Tất cả không gìn giữ. Nào phải chị thiếu thốn tình cảm đâu, Phan vẫn cần mẫn như một con ong thợ tận tụy với vợ con sao chị lại cứ đau đáu về một người đàn ông xa xôi cách cả ngàn cây số khó có cơ hội gặp nhau ấy hay những thứ phan cho chị như bữa ăn nên mâm nên bát thừa biết và thừa quen thuộc khiến cho chị không còn thèm khát có phải góc khuất đàn bà thăm thẳm trong chị vẫn ngủ yên mà suốt bao năm phan không lấp đầy giờ gặp phong nó có nhu cầu được khơi nguồn tuôn trào, bung vỡ. Phong lại gạt lớp cho nóng, cho bếp than hồng ủ kín của chị đỏ rực lên bằng tin nhắn làm chị ngột thở. Tuần tới đi công tác Hà Nội, anh sẽ nghỉ đêm chỗ em. Bề ngoài chỉ là một thông báo ngắn gọn và đơn giản, thế mà chị vội giấu mặt chiếc điện thoại kín đáo đưa mắt nhìn quanh. Khi chắc chắn không có ai theo dõi, chị lại lôi nó ra đọc lại. Mỗi ngày, chị lén xem nó không biết bao nhiêu lần. Từ thành phố Anh đến chỗ chị vừa chọn một ngày xe. Hôm sau, cũng chọn một ngày xe nữa thì đến Hà Nội. Nghỉ đêm tại thành phố chị là đương nhiên của cung đường, thế mà chị bấn loạn lên. Mỗi ngày trôi đi đến là dài rằng rặc. Có lúc bất chợt hoảng hốt, sao thời gian chạy nhanh quá, chị gần như không ý thức được điều gì nữa không biết bao nhiêu lần chị đã đảnh đoảng thức ăn nấu lúc mặn lúc nhạt có lúc sực nhớ ra thì mọi thứ đã cháy khét ngày nghỉ chị làm việc như một cái máy hết việc nọ đến việc kia tỉ mẩn cẳm cụi xếp lại tủ quần áo dù chiếc tủ vẫn ngăn nắp chồng nào ra chồng ấy lau chùi gương dù nó đã sạch bong chẳng dính hạt bụi nào có khi lẩn thẩn chị đi làm lại từ đầu không cách nào xua đuổi được hình bóng phong vẫn choáng ngợp tâm trí lẫn vào trong từng ngóc ngách tế bào đều đặn trong từng hơi thở sáng nay khi lau dọn chiếc bình hoa tuột khỏi tay tiếng vỡ choang khô khốc chị giặt bắn mình nhìn chân chối những mảnh thủy tinh bụn vỡ lấp lánh trên nền gạch Phan cười và bảo, em dạo này như người mất hồn, làm việc gì cũng đổ bể, chả tập trung tí nào. Chị thẫn thờ, đứng chết chân, bất lực với chính mình, mặc những giọt nước mắt yếu đuối thi nhau rơi lã trã. Phan ngẩn người, anh cũng chỉ nhắc thế thôi, không có gì phải khóc đâu. Đêm, chị ôm chồng thật chặt, cứ như sợ chỉ cần lỏng tay ra là Phan tuột mất đến nỗi Phan bật cười bảo. Em cuồng chồng vừa thôi chứ, cứ giữ dịt anh như thế, mấy cô ở cơ quan kiện đấy. Chị không dám nhìn vào mắt Phan nữa, cứ thế nép đầu vào ngực chồng, tìm sự an yên và để che giấu những cảm xúc tội lỗi đang đè nặng cõi tâm tư. Những cảm xúc mà chị có với Phong cứ cào xé dằn vặt hàng đêm chị chới với muốn thú tội và cầu cứu phan rằng anh hãy giữ chặt lấy vợ mình hãy là sợi dây diều vững chắc con diều vợ anh đang gặp sóng gió thứ sóng gió đàn bà anh làm sao hiểu hết nhưng môi chị lại thốt lên anh mình sinh thêm con đi em nghĩ thời điểm này thích hợp rồi con bé cũng đã lớn phan ngạc nhiên nói trong cơn ngái ngủ hôm nay vợ sao thế? Mới tháng trước thì bảo chờ thêm thời gian, giờ bỗng... Câu nói của Phan như gáo nước lạnh dội vào bếp lửa tình đang rừng rực. Chị bất giác, ê chề, co rúm người lại. Hai vợ chồng chìm vào im lặng. Tiếng ngáy của Phan tiếp tục đều đều, nhanh chóng đưa anh trở lại giấc say. Càng gần đến ngày hẹn, chị càng bất lực với khao khát phá tung dây diều của người đàn bà trong chị nhất là khi còn một ngày phong nhắn tin anh lấy phòng xong sẽ nhắn tin cho em trái tim hư đốn của chị dạo rực khủng khiếp bàn tay chị run rẩy lập cập bấm chữ dạ ngày mai phong đến nghĩa là tối mai chị thả mình một lần sẽ cho phong tất cả những thứ mà cả hai khao khát bấy lâu đêm bên bàn làm việc chị thức rất khuya phan và con gái ngon giấc từ lâu chiếc điện thoại trong tay đã giết âm chị và phong thoải mái lời yêu vụng trộm người chị nóng như hòn than chín lịm tay chị run rẩy lần cởi váy sống lần đầu tiên trong đời chị tự cởi váy sống chị ngắm cơ thể chắc lằn gái một con của mình dưới ánh đèn hồng người nổi da gà trên từng mm nơi môi phong lướt nhẹ theo tin nhắn tay chị vô tình lướt theo trên mỗi đầu dây thần kinh bất giác chị rên lên quàng tay ôm lấy người phan ấp bộ ngực nóng rẫy vào tấm lưng phan tay vuốt nhẹ lên tả ngục trần lên chiếc bụng thon lên cặp đùi dế chắc nịch của anh phan trở tỉnh anh quay người ôm giết lấy thân hình nóng rực và ướt át của chị Nhấm nháp một cách tử tốn và ham hố một cách bạo liệt. Khi mở mắt, căn phòng đã không còn màu hồng. Ánh nắng chiếu qua lớp cửa sổ che rido xanh, cho phòng ngủ màu xanh dịu. Chị giật mình, cơ thể lõa lồ, sóng xoài không ý tứ trên mặt giường. Phan đã dậy từ lúc nào. Chị nhẹ chân đi vào phòng tắm thay đồ và bước ra khỏi căn phòng thần tiên của một đêm thần tiên chưa có trong đời đến bữa trưa chị không dám nhìn vào mắt phan chỉ nhìn xuống bát cơm của mình còn anh thì nhìn chị tủm tỉm cười một cái cười đầy ý vị tưởng như anh muốn nói đêm qua em lạ quá chị nén cảm giác bị anh bắt quả tang chị cho xe vào gara bước chân lâng lâng trên từng bậc tam cấp hướng về cửa chính Trước cầu thang gỗ bóng mượt lượn một cung mềm mại phía sau quầy lễ tân lòng chị chợt hồi hộp lạ đi hết hai nhịp cầu thang ấy là bước vào phòng phong nghỉ hẳn là anh đã mở cửa sẵn để chị khỏi chờ chị không nhìn xung quanh cúi mặt xăm xăm bước tới cầu thang mặc cho quầy lễ tân có hai người phụ nữ đang nói chuyện gì đó chợt người đứng ngoài gọi giật lại mi mần chi đây hẹn hò á chị giật mình nhận ra con bạn học cũ nó hỏi như chộp được ý nghĩ của chị hoảng hốt chị chối bay tắp lự không sếp bảo đi hỏi giá cả ngày kia cơ quan có khách theo đà ấy chị đành hỏi cô trực lễ tân đã đứng tuổi giá phòng trung bình giá phòng tốt nhất giá phòng vip song người bạn cũ vẫn chưa chịu rời đi, có lẽ hai người họ đang dở câu chuyện. Chị đành trưng vẻ tự nhiên trước người trực lễ tân. Cảm ơn chị, em sẽ điện thoại lại. Rồi cất những bước chân dứt khoát ra ngoài. Xe chạy đến bờ sông, chị bội phanh dừng lại, lập cập lấy máy nhắn tin. Em đã đến, nhưng trục chặt bất ngờ, không thể. Anh biết rồi, anh đã chờ đón ở cuối nhịp cầu thang tầng 2 và đã chứng kiến cuộc ứng xử nhanh trí của em. Đành vậy, hẹn dịp khác nhé. Đó là tin nhắn cuối cùng của Phong hẹn hò với chị, bởi sau đó không lâu, chị nhắn tin nói là mình đã hôi cơm hôi cá. Phong hình như không vui, chiếu lệ nhắn tin thưa dần. Đôi khi chị cũng mừng thầm việc mang thai sinh nở bận rộn sẽ cuốn chị đi vô tình thành cái barrier vô hình chặn ước muốn gặp lại phong hơn thế cu bi ra đời những yêu thương vô bờ bến của tình mẫu tử lấp dần những khoảng trống chị mỉm cười mãn nguyện trước mọi chu đáo của chồng dành cho vợ phan không giấu được niềm vui khôn tả càng mãn nguyện hơn khi cu bi ngày một khôi ngô tuấn tú thế mà cả à, trời đất sụp đổ như một trận động đất khi chị nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN của Kubi lần trong một số tờ giấy khác, ném chiếc quần của Phan vào máy giặt, bước lên nhà. Chị cũng bị ném vào một chiếc máy giặt khổng lồ. Chị run rẩy đặt tờ giấy lên bàn làm việc. Vừa nhìn thấy vẻ hốt hoảng dâng ngập trong mắt Phan. Anh xin lỗi. Chị như hụt hơi. Anh có thể nói cho em biết những chuyện gì đang xảy ra không? Cubi, sao anh có thể? Thật ra ban đầu anh cũng không nghĩ gì, nhưng Cubi càng lớn nhiều người bảo nó không giống anh. Rồi một lần vô tình nghe bạn em kể có lần gặp em ở khách sạn, thế nên thất vọng, đắng cay và cả những bàng hoàng khiến chị như con thuyền trao đảo giữa biển lớn. Chị rơi vào một cơn hoảng loạn điên đảo, trời đất xoay tít, đầu óc choáng váng ánh mắt thất thần điên dại, chị gục xuống sàn nhà trước khi bất tỉnh. Chị mơ hồ nghe tiếng phan dục con gái lớn gọi xe cấp cứu. Đứng sát bên giường chị, lại hai khuôn mặt hai người đàn ông quen thuộc. Khuôn mặt phong nhập nhòa trong chiếc blu trắng của bác sĩ cười tươi hơn hớn. Anh chìa cho chị tờ giấy ra viện bảo. Mọi chỉ số sức khỏe của em đều rất tốt. Yên tâm mà công tác nhé. Còn nụ cười của Phan cố thể hiện tình cảm người chồng rất yêu vợ, vẫn gượng gạo của người có lỗi, chưa được giải bày. Anh đưa tay đỡ chị xuống giường, nhưng chị kín đáo khẽ gạt đi. Ánh mắt tươi cười, miệng đon đà nói lời cảm ơn vị bác sĩ và mấy cô y tá trước hành lang. Cố không để có khoảng trống khi chỉ một mình với Phan. Bữa sáng Phan chuẩn bị cho người mới ốm dậy khá công phu, cháo chim mỏ rát hầm hạt sen thơm lừng nhưng chị thấy khó nuốt người đàn bà đức hạnh bản tính khắc kỷ cố hữu bao năm kìm nén cảm xúc chỉ một mực phụng dưỡng chồng con lên cơn phản ứng gay gắt rằng vì đâu phan đối xử với vợ tệ bạc như thế chỉ là vì nghe nói thôi ư có thật sự chỉ vì nghi ngờ mà anh âm thầm làm cái việc tối kỵ đó không Sao Phan có thể làm tổn thương chị như thế? Anh đã nghi oan chị cắm sừng bao năm. Việc tự mình lén lút đưa con đi xét nghiệm ADN của Phan là một cái tát không thương tiếc vào mặt chị. Dù đã giải bày, đã xin lỗi, đã cố xích gần lại, muốn quên đi. Thế nhưng tờ giấy xét nghiệm trở thành hố sâu ngăn cách tình cảm hai vợ chồng. Mọi thứ nứt vỡ nhanh chóng, toang hoác, như những vết rạn sâu hoắm khó lấp đầy dù kết quả hai cha con cùng huyết thống. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Khi Kubi và Phan không cùng huyết thống thì anh ấy sẽ làm gì? Chắc chắn anh sẽ không tha thứ, tung hê ngay tổ ấm này. Phan là người hẹp hòi thiếu độ lượng đến vậy sao? Sống với một người đàn ông ích kỷ thiếu nhân ái thiếu bao dung cho hết những năm tháng rằng giặc còn lại. Liệu có được không? Sống gượng gạo bên nhau cho hết một đời được sao? chi bằng ly hôn đi cho nhẹ thân. Chị thẫn thờ hoang vắng trong căn nhà của mình, nội tâm lại trào sôi những hải lưu ngườm cuộn xiết. Người đàn bà một lần xuồng thả trong chị, bỗng thì thầm những lời ăn năn hối lỗi đến nghẹn lòng. Chị thấy mình có lỗi với chồng. Chị còn mặt mũi nào tí tởn bên phan những năm tháng dài rằng giặc dối trá còn lại. Nếu còn chút tự trọng đàn bà, hãy viết đơn ly hôn đi. Cả hai người đàn bà trong chị đều dục chị ly hôn và chị đã nghe họ. Nhưng lý do ly hôn, chị viết theo lời người đàn bà Đức Hạnh rằng Phan bí mật đi xét nghiệm ADN của Cú Bi là bao năm anh không tin tưởng chị, nghi ngờ chị ngoại tình, đó là sự xúc phạm không thể tha thứ. Chị giấu nhẹ lý do đã có lần định bụng trộm với Phong bởi nó rối rắm phức tạp kiểu hồn chương ba da hàng thịt khó diễn đạt quá chị đặt tờ ly hôn lên bàn làm việc của chồng rồi đi bách bộ ra phía cửa biển nơi con kẻ chắn sóng bằng bê tông lượn những bậc tam cấp mềm mại thoai thoải chạy song song theo bờ sông và thành phố nước biển phả hơi mát lạnh tận tâm can không hiểu viết được tờ đơn ly hôn chị thấy nhẹ lòng hay hoàng hôn biển bao la khiến tâm hồn chị thư thái khoáng đạt có tiếng giày khẽ gõ lên bậc tam cấp phía sau không ngoái lại chị biết đó là tiếng bước chân của phan chị vẫn ngồi im không nói gì mắt mở to nhìn ra khơi xa một thành phố nổi lung linh ánh đèn cao áp răng kín chân trời giọng đọc phát thanh viên hải yến vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn lý lẽ đàn bà của nhà văn nguyễn thị lê na